Chào bà con cô bác nha, hôm nay mùng 1 tháng 4 nha. Hai hôm nay bận công chuyện cho nên là đang hơi trễ một chút. Cây Samsung G530 nha, Samsung G530 hay G531 thì cũng bằng giá đó, Android nó có 5.1 thôi. Cây này màn hình cũng zin luôn nha, bán 200.000 nha, 200.000. Cái vỏ này mai mình thay vỏ khác, vỏ này nó xấu quá rồi. Mai mình ai chốt cây này thì mình thay vỏ khác. Cây G531 bán 200.000. Còn Samsung Z2 Prime nha. Samsung Z2 Prime RAM 1GB dưới bộ nhớ 8GB. Cây kia cũng RAM 1GB dưới bộ nhớ 8GB nha. Mà cây này thì Android nó thì 6.1 nha. Samsung Z2 Prime bán 250.000 Z2 Prime. Cây màu vàng này cũng đồng giá luôn nha. Cây màu hồng này cũng đồng giá luôn. Cây này nó đang bị tài khoản tối mình mở ra nha. Đó, màn hình cũng rất là đẹp luôn nha. Bán 250.000 cây Z2 Prime. Còn loa Bluetooth nha, loa Bluetooth thì 100.000 cái nha. Loa Bluetooth thì 100.000 cái. Hàng thì còn mới nha, còn hộp luôn, hàng thanh lý nha, 100.000 cái rồi. Nó về nghe qua trong phòng cũng rất là hoành tráng luôn, nghe trong phòng là điếc tai luôn. Có 100.000 mà hàng mới tinh nè. Còn Oppo Leo 7 nha, Oppo Leo 7 hay gọi là Oppo A33 không nè. Cây này thì Android 5.1 bán 250.000 nha. Oppo Leo 7 bán 250.000. Samsung Z3 Pro RAM 2 bộ nhớ 16GB. Đó, tên máy là Samsung Z3 Pro bán 500.000. Màu vàng cũng đồng giá luôn nha, màu cây màu vàng này thì cũng đồng giá cũng 500.000 luôn, Z3 Pro. Samsung Note 4 nha, Samsung Note 4 bị hư pin này nha. Cây này pin nó báo ảo tùm lum nha. Cây này bán 400.000 nha, 400.000 hư pin. Cục pin ra ngoài bà con ra ngoài mua thì con có mấy chục ngàn thôi. Cây Samsung Z6 cộng, Samsung Z6 cộng, cây này thì bị xấu đây chút xíu, đốm đây chút xíu nhé. Cây này bán 700.000 chứ nó bị đốm mà, chứ còn coi thì nhiều khi cũng không thấy đâu. Tại mình bán thì mình phải chỉ rõ cho bà con, chứ nhiều khi lên coi cũng không có thấy, nó rất là mờ bé xíu à, màu đen. Nhưng mà bán có 700.000 nha, trừ tiền đốm nha. Còn ai muốn lấy đẹp thì 800. Còn Samsung Z7 2016, cây này bán 500.000. Tên máy là Samsung Z7 2016, gọi Z710. RAM 2 bộ nhớ 16GB, bán 500.000. Còn A7 2018 nha, A7 2018, cây này thì bị xấu ngay góc này, bị đốm ngay góc này, như cũng hết pin rồi, mới lấy về chưa có sạc pin. Nắp thì lau chùi đi là nó đẹp nha. Nó cái này là mới móc trong hóc bò tó, trong kho hóc bò tó đó. Cây này RAM 4 nha, bộ nhớ 64GB, bán 800.000 nha, 800.000. Nó bị hơi đốm đây chút xíu nha. Nó gần hết pin rồi đó, hết pin rồi. Cây này chưa có sạc, bán 800.000 GA7 2018.
Còn Samsung Z8, Samsung Z8 RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cái này thì bán 800.000. Trên máy là Samsung Z8, màn hình thì rất đẹp nhé. Nắp thì rất xấu nhé. Đó, nắp này xấu nhé. Bán 800.000. Oppo F3 RAM 4, bộ nhớ 64GB. RAM 4, bộ nhớ 64GB, còn tên máy là Oppo F3 nha. Tên máy là Oppo F3. Cái này thì bán hư lúc home thì giá 650 nha, 650, còn lúc home đầy đủ thì giá 800. Ai chốt một cái là cái lúc home này nó xong thôi, còn hiện giờ thì chưa gắn, nhưng mà ai chốt cái là lúc home này nó ok liền, bán 800, còn để vậy bán 650. Màn hình là rất đẹp luôn. Còn Samsung A20 nha, Samsung A20 lít kính rồi, còn bị lít kính nhưng mà màn hình còn rất đẹp nha, màn hình zin nó rất là đẹp luôn, nhưng mà nó lít kính thôi. Mới lại là nắp sau thì nó hơi xấu, có nát, mình kiếm cái nắp khác mình bỏ vô nhé. Nát kiếm nắp khác bỏ vô cho nó nhìn đẹp trai tí. Còn nắp của nó hiện giờ thì nó khá xấu luôn. Màn hình là màn hình zin luôn nhé, mà nó bị lít kính, ai mua về thì đi ép kính lại là rất là đẹp luôn. Nên để vậy là mình bán ta có 500.000 nhé. 500.000, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Tên máy là Samsung A20. 500.000 mua, anh em cửa hàng mua về ép kính vào bán là rất là có lời luôn. Còn iPhone 6 Plus nha, iPhone 6 Plus. Cái này thì lúc home nó bị thủng vô, chưa có móc lên, móc lên sửa lại là ok này. Còn lúc home thì mai mà tí mình xử lý. Vỏ thì xấu nha, vỏ thì xấu. Đó, mua lắp ốp bỏ vô có 10.000 hoặc là 15.000 cái lắp ốp bỏ vô là đẹp luôn. Còn màn hình thì rất là đẹp rồi nha. Cái này bán 800.000 nha, iPhone 6 Plus bán 800.000. Thường thường mình bán iPhone là hoàn toàn là bị lao trong nha, còn bà con mua về thì mình ẩn cái lao đi hoặc là mình tạo một cái vấn đề khác vô thì bà con ai biết thì mua xài. Còn iPhone 6 thường nha, iPhone 6 thường cây này như bị đạn bắn luôn, nó bị lủng. Ai chốt thì mình thay lắp nha, thay lắp khác cho nó đẹp. Còn iPhone 6 thường này thì bán 700.000 nha, 700.000 iPhone 6 thường. Còn iPhone 6S, tên máy là iPhone 6S nha, cây này thì bán 800, iPhone 6S bán 800. iPhone bên ai mình bán iPhone đi như cái dạng phá giá luôn đó. Thường gọi là người ta gọi là phá nhà chạy luôn đó. Còn cây iPhone 6 thường này thì 900.000 nha, iPhone 6 thường 900.000. Cây này sở dĩ nó có giá là nhờ cái bộ nhớ nó rất là cao luôn. iPhone 6 thường mà bộ nhớ nó là 128GB. Đó, cây này xả ly. Cây này là bộ nhớ rất là cao cho nên là bán giá là 900.000 iPhone 6 thường. Cây Asus ZenMate nha, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 500.000, Asus ZenMate hay gọi là Z00UD nha. Hay gọi là Z00UD, bán 500. Cây Samsung Z410, cái này mấy người già
mua là rất là hợp lý luôn. Tuy rằng RAM nó yếu nhưng mà xài màn hình rất là đẹp luôn, mà nó to cho mấy người lớn tuổi coi rất là dễ luôn nha. Cái màn hình không là to bằng cái iPhone, to hơn cái iPhone 6 luôn, to hơn nguyên cây luôn. Cây này thì bán 600.000 nhé, 600.000 Z410 nha. Còn máy thì đẹp ok rồi, ai mua cây này tặng cho mấy người lớn tuổi thì rất là hợp lý nhé. Còn Samsung Z6+ nha, Samsung Z6+, cây này thì màn hình thì rất là đẹp luôn. Đó, màn hình thì rất là đẹp nha. Nhiều khi nó to mình quay phim mình bấm nó không có chính xác. Đó, bấm nó không có chính xác. Cái này RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 85.000, Samsung Z6+. Còn Samsung E03 Core. Tên máy là Samsung E03 Core nha. Đó, A03 Core nè. Cái này thì bán 85.000. Cái này RAM 2, bộ nhớ 32GB, bán 800.000. HTC Uberlay RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cái này thì bán 800. Tên máy là HTC Uberlay. Máy là đẹp nguyên cây nha, bán 800. Samsung Z7+ RAM 4, bộ nhớ 32GB. Máy còn cũng còn zin nguyên luôn. Cái này thì bán 1.1 triệu nha, Samsung Z7+ bán 1.1 triệu. Máy còn khá đẹp nha. Sườn bọng cũng còn khá rất là đẹp luôn. Màn hình cũng là zin luôn, nó zin nguyên cây. Còn Samsung A50 RAM 4, bộ nhớ 64GB, cây này thì bán 1.3 triệu. Màn hình rất là đẹp nha, màu đen nha. Còn cây này màu xanh cũng đồng giá nha, cũng Samsung A50 RAM 4, bộ nhớ 64GB, Samsung A50 bán 1.3 triệu một cây nha. Cây Mi 11, Redmi Note 11 nha, Redmi Note 11, cây này RAM 6, bộ nhớ 128GB, bộ nhớ 128GB nha, RAM 6 nha. Cây này bán 1.6 triệu nha, Redmi Note 11. Cây này hàng mới cũng còn mấy triệu luôn. Cây Oppo Zenlo 2F, Oppo Zenlo 2F nha, cây này bán 1.8 triệu nha, RAM 8+3, bộ nhớ là 128GB, bán 1.8 triệu. Còn tên máy là Oppo Zenlo 2F, nắp là còn khá đẹp nha. Đó, máy còn khá đẹp luôn. Còn máy tính bảng thì Tab 10 Pro, cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16GB, Android thì cũng trên 8 chấm gì đó. Đó, Android 8.1 nha. Oppo 10 Plus nha, cây này bán 600.000. 600.000, máy còn khá đẹp luôn. Cây iPad 2 nha, iPad 2 mini, cây này thì 800.000, iPad 2 mini bán 800.000. cây này thì có người ta đã tải cho một số rồi nha, YouTube cũng tải rồi. Còn iPad 4 thì
cũng giá 800 ngàn luôn, iPad 4 bán 800 ngàn, vỏ thì hơi xấu nha, iPad 4 thì chia sẻ của nó là chia sẻ của iPhone 5, 6 á, iPad 3 thì nó chia sẻ khác, còn Tab 10A Maxell Tab 10A, cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB, Android 11 chấm, cây này bán 1.1, tên máy là Tab 10A. Ai mua thì giá cả mình đã đọc trên này hết rồi nha, giá cả đời máy này kia hoặc tên máy mình cũng đọc hết rồi. Ai mua thì chờ, có nhu cầu mua máy thì chỉ coi rồi chốt qua thôi, chứ còn nói mua cái máy mấy trăm thì mình nói chung mình cũng bó tay nha. Mua bán trên mạng thì bà con cũng đừng lên tin tưởng trên mạng vậy, mình cũng khuyến cáo vậy thôi, đôi khi bà con tin tưởng quá rồi sẽ bị lừa đảo, rồi con sâu nó làm giàu rồi căn. Nhờ những kênh YouTube khác người ta cũng bị ảnh hưởng lây nữa. Cây Maxell nha. Cây Maxell này thì Android ảo nha. Tên máy là T906 nha. Android này chỉ có coi YouTube trên Google thôi. Cây này thì bán xả luôn nha. Bán xả 300 ngàn luôn, 300 ngàn nó bán xả cây đó luôn nha. Mà coi phim thì chỉ vô Google coi nha. Mình cũng máy thì mình cũng đã báo cho thông báo trước rồi nha. Vì máy mình bán máy thì máy có sao thì mình báo vậy thôi. Máy này ảo thì mình báo ảo nha. Cây Samsung Tab 4 nhé, Samsung Tab 4, cây này thì Android có 4 chấm mấy thôi, tải Bluetooth màu xanh về sạc, tải tải YouTube màu xanh ấy. Vì Android của nó bây giờ là hạn chế 4.4, tải YouTube màu xanh. Cây này có xài sim luôn, có xài sim gọi luôn, bán 600 ngàn cây Samsung Tab 4. Thì ai mua thì chốt cái cạc Viettel 50 ngàn nha, shipper tới nơi thì trừ ra, còn ai chuyển khoản 100 ngàn bao ship, ai chốt hai cây một lần mình cũng bao ship luôn. Rồi thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy báo lại mình hỗ trợ ship cây khác, tiền cọc thì mình vẫn trừ ra cho bà con. Rồi, chào bà con cô bác.